chồng tôi, anh bị điên hả? Anh gật đầu không hề do dự khi biết được làm chồng em và làm ba Thủy Miên. Thủy Miên! Sao ba có thể dễ dàng đầu hàng trước một bà mẹ xấu nhi như vậy? Ba có đáng mặt Nam Nhi hay không? Mẹ đánh ba bầm mắt rồi ba vẫn phải cười tươi như con nè. Còn đây là chồng sắp cưới của tôi. Đây là ba con. Anh là ba của bé Heo. Bé Heo bây giờ nó không cần chịu chăm sóc của anh nữa. Có người khác rồi phải không? Đây mới là ba hoàng tử của con nè. Cháu chào chú. Cháu gái ngoan lắm. Tuyên quét. Chào anh. Nhìn chị xinh xinh hiền hiền. Khác hắn trong mấy clip đàn trống. Em nhìn lại trên YouTube như một người điên. Kỷ niệm ngày cưới tại sao không chụp với tôi mà đi chụp với con gái? Gái đâu gái, cháu không muốn gọi bằng chú á. Mẹ, ba Hải là ba bận rộn. Bây giờ ba hàng tử cũng bận rộn hả mẹ? Mẹ nghĩ chắc bây giờ ba hoàng tử đang đi mua quà cho con á. Thôi, mình vô nha. Không, con ở đây chờ ba hàng tử về à. Tôi chấm dứt hợp đồng với cậu ngày hôm nay. Anh nghĩ sao mà để con tôi cho ba người này canh vậy? Anh đền hợp đồng đi. Vô liêm sỉ. Ba nói đúng á, mẹ đúng là đồ ngốc. Vì sao con có ba như người ta mà ba của con lại là ống nghiệm? Anh đừng có mà lợi dụng con nít để kiếm chác. Nếu như anh cần tiền, tôi sẽ cho anh tiền. Đồ đạo đức giả. Đồ xào ngôn. Là anh cũng nhớ em nữa. Anh nhớ hai mẹ con lắm em. Sinh nhật của bé Heo là ngày nào? Trực Tết. Còn sinh nhật của tôi? Sau Tết. Vậy mà nói nhớ rồi hả? Hả? Đi về đi. Em ơi, em tim chồng cho mẹ phát hành các rạp từ ngày 26 tháng 7, 2019.